Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng hết thuốc chữa, sai tuyên giáo, lừa bịp nhân dân. Nhà báo Mạnh Kim công bố trên trang Facebook nội dung một văn bản chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương để tựa trích công tác báo chí tuần 34 vụ báo chí xuất bản Ban tuyên giáo Trung ương từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2020. Nhà báo Mạnh Kim cho biết nguồn tin nội chính này không cho phép ông chụp đưa lên bản gốc vì mỗi văn bản chỉ đạo gửi đến các báo đều được đánh dấu bằng một cách nào đó để an ninh có thể dò ra và biết chính xác văn bản dò gì từ nguồn nào. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Đọc văn bản chỉ đạo này, một lần nữa có thể thấy vụ việc diễn ra dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình là một kế hoạch bài bản, dường như được sự chuẩn bị đồng thuận của những nhân vật chóp bu, nếu không nói là những nhân vật cao cấp nhất từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng. Văn bản chỉ đạo có 9 trang hướng dẫn chi tiết những đề tài cụ thể và nội dung mà báo chí cần thực hiện, từ các hoạt động đối ngoại, dịch bệnh, Covid đến các vấn đề về Biển Đông, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc và vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền. Văn bản chỉ đạo cụ thể và cặn kẽ như thể là tài liệu hướng dẫn học sinh phổ thông nên làm gì và không nên làm gì. Ở mục số 1.8 trang 3, văn bản ghi trích nguyên văn như sau. Dự kiến vào ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Khi thông tin, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm một số nội dung như sau. Thứ nhất là khẳng định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng bất chấp đối thoại, hòa giải, yêu cầu cơ quan chức năng buộc phải xử lý để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho quần chúng nhân dân. Thứ hai là phản ảnh quá trình chuẩn bị cho lực lượng, phương tiện để vi phạm pháp luật của đối tượng chống đối tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội và thể hiện các đối tượng tấn công trước bằng vũ khí nóng, vũ khí tự chế và lực lượng chức năng khi đang triển khai phương án bảo vệ mục tiêu, người dân và lực lượng quân đội xây dựng tường rào. Và chữ tấn công trước trong văn bản được để trong ngoặc kép nhằm nhấn mạnh, theo giải thích của nhà báo Mạnh Kim như vậy. Phê phán đối tượng Lê Đình Kình, nhất là sự tha hóa của Lê Đình Kình từ cán bộ, đảng viên bị suy thoái, động cơ cá nhân dẫn đến hoạt động tập hợp lực lượng chống chính quyền. Và tiếp tục khẳng định việc trấn áp các đối tượng vi phạm pháp luật đang tấn công lực lượng công an tại thời điểm đó là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi manh động, quá khích của các đối tượng. Đây là hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm vào hôm 7 tháng 9. Tiếp theo là phải phản ánh sự đồng thuận của dư luận xã hội về giải quyết vụ việc, tình hình an ninh, trật tự, chính trị tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trước và sau khi xảy ra vụ việc. Tiếp theo là sự ủng hộ của người dân, các tầng lớp xã hội về bản án, việc xét xử đúng người đúng tội, hình phạt phù hợp và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, sự công tâm có tình có lý của hội đồng xét xử. Và chỉ đạo tiếp theo của tuyên giáo là không đưa tin tường thuật chi tiết về diễn biến phiên tòa, nhất là bảo chữa có nội dung cực đoan, đưa đậm tin về lời nhận tội, sự ăn năn hối cải, xin hưởng khoan hồng trước pháp luật cũng như chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng thành khẩn ăn năn hối lỗi qua kết quả phiên tòa. Không đưa tin bài viết suy diễn kết luận chủ quan tạo luồng dư luận phức tạp về phiên tòa và bản chất vụ việc. Kiểm soát chặt chẽ các bình luận trong tất cả các bản tin về phiên tòa. Chỉ đạo tiếp theo là thời điểm khi bắt đầu quá trình xét xử, các báo đưa tin với liều lượng vừa phải, căn cứ tình hình thực tế, diễn biến phiên tòa, các cơ quan chức năng sẽ có chỉ đạo kịp thời. Và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng vụ việc để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước. Và hết nội dung văn bản chỉ đạo có thể thấy rằng các báo chính thống của Nhà nước Việt Nam đã bị ép buộc phải viết theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo. Với định hướng tô hồng cho sự đúng đắn của cơ quan chức năng và gọi chung là phe Đảng và tô đen tất cả mọi phía từ nhân dân Đồng Tâm và những ai bênh vực cho họ từ luật sư cho đến các nhà báo và nhân sĩ trí thức. Và qua hành động này thì chính tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khuấy động cho thật giả lẫn lộn và công lý bị đảo điên. Cái mà họ cần chỉ là một chân lý duy nhất rằng chính quyền đúng mà người dân thì luôn sai và bắt buộc toàn dân phải nuốt vào bụng liều thuốc độc ấy. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô của Bộ Công an Việt Nam, người phát ngôn và nói rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ mới, đã bị dân mạng soi thấy sợi dây thắt lưng mà ông đeo là của nhãn hàng Hermes với giá lên tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng chỉ riêng cái thắt lưng của ông mà thôi. Đầu tiên có thể thấy là các báo đều sử dụng các ngôn từ xung quanh phát ngôn của Bộ Công an ngay sau khi vụ việc xảy ra
từ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Từ việc lý giải căn cứ hợp lý và hợp pháp của cuộc hành quân giữa đêm tối của 3.000 lính đặc nhiệm là để làm gì và diễn biến ra sao, và các báo đều nhất tuân phục khuôn khổ của tuyên giáo và đưa tin theo kiểu copy bài văn mẫu của Thông tấn xã Việt Nam hay của báo Nhân dân đưa ra. Về nguyên nhân xảy ra 4 cái chết trong cuộc tấn công giữa đêm tối, họ đều tô hồng những chiến sĩ và bôi xấu người dân đồng tâm, nhất là đối với những người đảng viên già, cụ Lê Đình Kình. Ngay như câu nói của Thiếu tướng Tuân Sô rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ mới cũng được các báo đồng loạt trích dẫn và tô vẽ thêm. Những sự thật mới được tiết lộ từ lời khai của ông Bùi Viết Hiểu về khẩu súng nòng giảm thanh bắn thẳng vào cụ Lê Đình Kình ở cự ly gần, và thật sự rằng ông Kình không hề cầm lựu đạn được chia sẻ khắp nơi trên trang Facebook, nhưng các báo tuyệt nhiên không dám nhắc tới. Lời bào chữa đanh thép của luật sư Lê Văn Hòa đã nêu ra toàn bộ sự thật về cái chết của ông Lê Đình Kình như sau. Kết luận điều tra của cáo trạng cho rằng ông Lê Đình Kình chống trả nên lực lượng cảnh sát cơ động đã chủ động bắn chết ông. Việc kết luận như vậy là chưa làm rõ các hành vi, chưa chứng minh được hành vi có tính nguy hiểm đến mức phải tiêu diệt. Đặc biệt, theo lời khai của bị cáo Bùi Viết Hiểu, thì ông Lê Đình Kình bị bắn trực diện ở cự ly 1 mét, chứ không phải bị bắn từ phía sau lưng với cự ly 2,5 mét như cáo buộc của cáo trạng và kết luận của điều tra. Ông Lê Đình Kình có địa chỉ cư trú rõ ràng là thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh gia đình cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng. Ông không phạm tội quả tang, cũng không phải phạm tội bị truy nã, nên theo quy định tại khoản 3, điều 113 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, thì không được phép bắt ông vào ban đêm, tức là từ 22 giờ cho đến 6 giờ. Như vậy, nếu ông trở thành bị can của vụ án nói trên, và nếu ông phải chấp hành lệnh bắt tạm giam, thì cơ quan tố tụng chỉ có thể bắt ông giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi. Và cụ Lê Đình Kình cũng không phải là bị can trong một vụ án nào, cũng không phải chấp hành lệnh tạm giam, ông đang sống bình yên tại nhà mình. Như vậy, chỗ ở của ông là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Không ai có được tự ý vào chỗ của ông nếu không được ông cho phép. Đây là theo quy định tại điều 22 Hiến pháp vào năm 2013. Tính mạng của ông được pháp luật bảo hộ và không ai được quyền tước đoạt mạng sống của ông trái luật, theo quy định tại điều 19 Hiến pháp vào năm 2013. Và lực lượng cảnh sát cơ động đã đột nhập nhà cụ Lê Đình Kình vào lúc nửa đêm mà không được ông cho phép. Như vậy, lực lượng này đã vi phạm điều 22 Hiến pháp vào năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vi phạm điều 158 của Bộ luật Hình sự vào năm 2015 là tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Mà đây lại là việc xâm phạm có tổ chức. Tội này được quy định tại điểm A khoản 2 điều trên, có khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù. Và không chỉ xâm phạm trái phép, lực lượng này còn đánh, bắn chết ông, tước đoạt mạng sống của ông trái pháp luật, vi phạm điều 19 của Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm khoản 1 điều 123 của Bộ luật Hình sự vào năm 2015 với hai tình tiết tăng nặng nhất là giết người có tính chất côn đồ và có tổ chức. Yêu cầu phải khởi tố vụ án giết người mà thủ phạm chính là nhóm công an xâm nhập gia cư bất hợp pháp là hoàn toàn chính đáng. Những lời khai bị đánh đập, ép cung, bị nhục hình của bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Bùi Thị Nối và trước đây là lời khai của bà Dư Thị Thành nói bị đánh bị đá cũng không hề xuất hiện trên báo chí được gọi tên là chính thống của nhà nước. Những phản biện của các luật sư cũng bị lờ đi và nói chung báo chí chỉ lặp lại các lời của bên viện kiểm sát, của tòa án và nhộn nhịp nhất là những bài báo tô vẽ cho các phát biểu của luật sư tuyên giáo Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ cho gia đình của ba cảnh sát cơ động tử vong và cũng là người mạnh miệng nhất đòi xử phạt thật nặng những người dân đồng tâm. Cũng bên trong phiên tòa, hội đồng xét xử cho trình chiếu các video clip của tuyên giáo cho tất cả các bên tham dự xem, bất chấp những video đó đã được cắt ghép, biên tập và thuyết minh có chủ đích buộc tội người dân đồng tâm thì đã hoàn toàn mất tính khách quan của các chứng cứ. Đây là hình ảnh ông thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa xét xử 29 người dân đồng tâm. Facebook Lê Quang thì cho rằng tòa án Việt Nam có lẽ là nơi đầu tiên trong lịch sử hiện đại cho phép chiếu một bộ phim tuyên giáo có giàn dựng ngay trong phiên tranh luận. Anh viết như sau: việc đưa ra một đoạn phim tuyên giáo đã qua cắt dựng có thể góp phần tạo ra thông tin ngụy biện, gây tổn hại đến uy tín của tòa án, nhân chứng, nạn nhân và nghi can. Hơn nữa, nó gây tổn thương đến niềm tin nơi công chúng. Đây là điều mà mọi người bình thường đều hiểu, chứ không cần phải có kiến thức chuyên sâu. Ở những xã hội chặt chẽ, người ta coi trọng tính trang trọng và phẩm giá của tòa. Mọi tài liệu công bố phải là kết quả của quá trình thu thập, lưu trữ nghiêm túc. Một đoạn phim đã qua giản dựng, được trình chiếu trước tòa, có thể là coi là lỗi sỉ nhục rất lớn
cho bản thân chánh án lẫn cả nền tư pháp Việt Nam. Và nó không khác gì việc chiếu phim khiêu dâm trong phòng hội nghị cả. Người dùng Lê Quang đã bình luận như vậy. Và có thể nói rằng chính ban tuyên giáo là nơi đã ép buộc sự thật phải được diễn tả theo ý chí chủ quan của mình. Chính vì thế và có lẽ phải trái đã lẫn lộn, pháp luật đảo điên và công lý đã bị tước đoạt cả trong phiên tòa lẫn ngoài dư luận xã hội. Xung quanh vụ án Đồng Tâm có đủ những lý lẽ phi logic, vô nguyên tắc và ngụy biện nhân danh công lý. Cũng có một ma trận có thể loại như tin vịt, tin gà, tin nửa gà, nửa vịt, răng kín mọi lối đi, cướp lấy mọi diễn đàn. Cũng có đủ những lời lẽ cay độc, móc máy ném về phía những người yếu thế. Khi lý lẽ và sự thật không cùng phe với nhau thì họ quên mất những giá trị căn bản đó. Họ quên mất họ đã từng cổ suý nó như thế nào và cũng không mường tượng ra một ngày nào đó bản thân mình cũng trở thành nạn nhân thì họ có chịu nổi những lời ngụy biện, dối trá và cay độc đó hay không. Đồng Tâm là một làng quê hết sức bình thường cũng như mọi làng quê khác. Nay nó xảy ra với Đồng Tâm, mai có thể hoàn toàn sồng sọc chạy đến với bất cứ làng quê, đường phố nào và gia đình bạn. Và xã hội sẽ tan nát và chìm trong những cuộc binh đao khói lửa bất tận nếu người ta không đặt sự thật và lý lẽ lên trên. Đây là hình ảnh, bức ảnh duy nhất có đóng dấu mờ của Thông tấn xã Việt Nam được các báo đưa tin để tuyên bố trong các hồ sơ rằng ông Lê Đình Kình có cầm một quả lựu đạn trong tay trước khi bị bắn chết. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một nhà quan sát thời sự tại Hà Nội, đã đưa ra bình luận của mình về những gì ông quan sát được qua cách thức mà báo chí, truyền thông, nhà nước Việt Nam đưa tin về phiên xử vụ án. Ông nói, tôi thấy là báo chí nhà nước đưa tin không được kỹ so với nhiều vụ án khác. Họ đưa tin lướt lướt thôi. Ngay cả cơ quan quan trọng nhất là truyền hình VTV, họ cũng đưa một cách rất tóm tắt, rất không cụ thể. Tôi cho rằng có thể ý đồ của bên tuyên giáo là họ không muốn vụ việc này trở nên quá rầm rộ hoặc như thế nào đó. Chuyện này theo tôi là đương nhiên, chỉ có điều khi tôi theo dõi thì thấy là ý kiến của phía binh vực công an, chính quyền thì thường là không có mấy lý lẽ đáng kể. Có lẽ ở đây là lý lẽ hoàn toàn khách quan dựa trên hiểu biết lập luận, bằng chứng và cái nhìn của pháp luật, hiểu biết pháp luật, chứ không phải là thứ lý lẽ dựa trên ý thức hệ. Khi tranh luận về vấn đề này mà thuần túy có tính pháp luật bỏ ra bên cạnh những suy diễn chính trị hay chủ quan, định kiến có ý thức hệ, thì nhiều ý kiến ủng hộ công an và chính quyền tỏ ra nghèo nàn, đối lý hoặc không có lý gì cả. Các tranh cãi của lề đó tỏ ra rất cảm tính, bằng chứng là họ đã quy kết sớm những bị can, bị cáo là khủng bố, trong khi thiếu hay không có căn cứ để kết luận như thế, trong khi ngay chính cáo trạng của chính quyền đưa ra cũng không hề có kết luận khủng bố. Cho nên, việc tranh luận trái ngược quan điểm thì rất khó. Như một phe thì rõ ràng là không dựa trên lập luận pháp lý, khoa học và bằng chứng, mà thiên về quy kết, rồi có những phát ngôn cáo buộc, màu sắc, tục tĩu, chửi rủa, chửi bới là chính mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm hết thuốc chữa, đảng sai tuyên giáo, lừa bịp nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.